Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 2. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập tuần toán 2, tập 2 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta đến với kiến thức của tuần 35. Nội dung: ôn tập đo lường, ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng, ôn tập chung. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Số gồm 650 và 2 đơn vị viết là. Đây là số có 3 chữ số rồi. Số trăm viết trước này, rồi đến số chục và số đơn vị viết sau. Số 652. Đáp án là A. Chuyển sang câu số 2. Câu 2. Tích của 5 và 10 là. Muốn tìm tích thì chúng mình thực hiện phép tính nhân nhé. 5 nhân 10 thì bằng 50. Đáp án mình chọn là D. Chuyển sang câu 3. Con vật nuôi nặng nhất là. Ở đây chúng ta nhìn cho thầy liên quan đến cái bảng này thì ta thấy là vật nuôi là lợn này, ứng với cân nặng là 126 kg. Tiếp theo là con bò này, cân nặng với lại 360 kg. Trâu là 371 kg. Dê là 46 kg. Chúng mình thấy rằng trong các con số này thì số 371 là lớn nhất. Như vậy con trâu sẽ là nặng nhất. Chúng mình chọn đáp án C ở trong câu 3 này các em ạ. Tiếp theo chúng ta đến với lại câu trắc nghiệm 4. Đề bài như sau. Để về đến nhà, Kiến cần đi hết quãng đường dài là bao nhiêu? Ở đây chúng ta dùng kiến thức đó là tính độ dài đường gấp khúc thôi. Đây là điểm của Kiến bắt đầu này. Đến về nhà thì chúng ta thấy lại phải đi qua 3 đoạn đường đúng không? Đây chính là độ dài đường gấp khúc. Thì chúng mình sẽ cộng các đoạn thẳng này lại với nhau thôi. Cộng độ dài các đoạn thẳng này lại với nhau. Nhưng các em phải nhớ rằng là chúng ta nên đổi ra cùng một loại đơn vị chúng ta mới cộng được nhé. Chúng ta nên đổi về cm, nên đổi về đơn vị bé nhất các em ạ. Chúng ta nên đổi các em ạ. Đổi này, 2 dm thì sẽ bằng là 20 cm, các em đồng ý chưa? Tiếp đến này, 4m thì sẽ bằng là 400 cm. Rồi, thì bây giờ chúng ta cộng vào nhé. Ba đoạn này cộng lại với nhau thì ta có 14 này cm này cộng với lại 20 các em ạ, 20 cm và cộng với lại 400 cm nhé. Rồi, chúng ta cộng từ trái qua phải thôi. 14 cm cộng với 20 cm thì sẽ bằng là 34 cm và sau đó cộng với 400 cm thì sẽ bằng là bao nhiêu nhỉ? À, tất cả ta sẽ được là 434 cm nhé. Mình có thể nhầm được em ạ. Như vậy thì chúng mình chọn đáp án D. Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 5. Đồng hồ bên là chỉ mấy giờ? Ở đây thì ta thấy là kim ngắn chỉ giờ chỉ trên số 1 một chút, tức là hơn 11 giờ. Đúng không? Không biết là hơn 11 giờ trưa hay là hơn 11 giờ đêm. Rồi, kim dài chỉ phút chỉ số 3. Có 3 khoảng số đúng không em? Tại vạch số 1 là 5 phút này, vạch số 2 là 10 phút, vạch số 3 là 15 phút. Như vậy nó sẽ là 11 giờ 15 phút. Nhưng ở đây không có đáp án là 11 giờ 15 phút cả. Như vậy cái 11 giờ 15 phút này nó phải là buổi đêm rồi. Thay vì chúng ta đọc là 11 giờ 15 phút đêm ấy thì chúng ta sẽ cộng thêm 12 vào giờ nữa để ra quy ước 24 giờ nhé. Cộng thêm 12 thì ta sẽ được là 23 giờ 15 phút. Và lúc này chúng ta không phải gọi là đêm nữa. Thì 23 giờ thì đã là chúng ta đã hiểu là đêm rồi. Vậy thì 23 giờ 15 phút là đáp án. Chúng mình chọn D. Tiếp đến là câu 6. Hình bên thì là có bao nhiêu hình tứ giác? Thầy cho mình sẽ đánh số tự các hình nhỏ. 1, 2, 3. Các hình nhỏ, hình 1 không phải hình tứ giác này, hình 2 thì có phải nhé, hình 3 không phải. Vậy ta sẽ đi liệt kê cùng thầy nhé. Chúng mình có hình 1 này. À, hình 1 không phải, hình 2 phải, hình 2 thôi, hình 2 này. Bây giờ ghép này, ghép hai hình lại với nhau, ta có 1, 2 ghép được này. Hình 2, 3 ghép được này. Bây ghép cả 3 hình, ta có 1, 2, 3 cũng là hình tứ giác nhé. Hình 1, 2, 3. Tổng kết lại nè, ta đếm nè, 1, 2, 3, 4, có tất cả là 4 hình tứ giác kèm ạ. Chúng mình chọn đáp án C. Chúng ta đến với câu số 7. Nếu ngày 11 tháng 3 là thứ 6,
thì ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 là thứ mấy? Thì chúng mình có thể đi đếm lùi, bởi vì khoảng cách ngày nó cũng không quá là xa. Đếm lùi nhé. 11 này, 10 này, 9 này, 8. Đếm lùi thì thầy đếm lùi 3. Như vậy thứ 6 này, ra đếm lùi này, thứ 6 này, thứ 5, thứ 4 và thứ 3. Như vậy ngày 8 tháng 3 sẽ rơi vào thứ 3. Mình chọn câu 7 là đáp án A nhé. Các em không đếm như thầy, các em có thể liệt kê ra, các em cứ viết lần lượt ra. Ngày 11 là thứ 6 này, ngày 10 là thứ 5. Hãy cứ viết lần lượt như vậy nhé. Mình đã xong phần trắc nghiệm các em ạ. Tiếp theo mời các em chúng ta chuyển sang hai lớn phần tự luận. Bài 1 đặt tính rồi tính. Phép tính đầu tiên, 26 cộng 54. Số đơn vị thẳng số đơn vị này, số trục thẳng số trục, dấu cộng đặt giữa hai số. Bây giờ mình kẻ hết ngang. Chúng ta cộng với số đơn vị trước. 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 3 cộng 5 bằng 8, viết 8. Kết quả là 80. Phép tính tiếp theo, 515 cộng với lại 358. Các em nhớ đặt tính các chữ số cùng hàng thẳng cột nhé. Số đơn vị thẳng số đơn vị, số trục thẳng số trục, số trăm thẳng số trăm này. Bây giờ mình cộng với số đơn vị trước. 5 cộng 8 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 2 cộng 5 bằng 7, viết 7. 5 cộng 3 bằng 8, viết 8. Kết quả là 873. Làm phép trừ mình đặt tính cũng tương tự như vậy, cũng thẳng hàng nhé. 84 trừ 49. 4 không trừ được 9, ta lấy 14 trừ 9 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 8 trừ 1 bằng 7, 7 trừ 4 bằng 3, viết 3. Kết quả là 35. Phép tính tiếp theo này, 646 trừ 528. 6 không trừ được 8, ta lấy 16 trừ 8 bằng 8, viết 8 nhớ 1 này. 4 trừ 1 bằng 3, 3 trừ 2 bằng 1, viết 1 này. 6 trừ 5 bằng 1, viết 1 này. Kết quả là 118. Cuối cùng, 301 trừ đi 71. Em nhớ đặt tính các chữ số cùng hàng thẳng cột nhé. Số đơn vị thẳng số đơn vị này, số trục thẳng số trục. Ta thực hiện nào. 1 trừ 1 bằng 0, viết 0 này. 0 không trừ được 7, ta lấy 10 trừ 7 bằng 3, viết 3 nhớ 1. 3 trừ 1 bằng 2, viết 2. Kết quả là 230. Đấy, chúng ta đã xong bài 1 rồi. Tiếp theo là bài 2. Bài 2 tính này. Phép tính có liên quan đơn vị đo thì chúng ta cứ thực hiện bình thường với các con số thôi. 45 kg cộng 18 kg thì em đặt tính là 45 cộng 18 thôi. 5 cộng 8 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5, 5 cộng 1 bằng 6, viết 6. Kết quả ta được là 63. Và đơn vị là kg này. Tiếp theo là phép trừ này. 413 km trừ 108 km. Ta tính 413 trừ 108. Đấy, cùng đơn vị đo rồi, ta thực hiện phép tính bình thường với các con số thôi. 3 không trừ được 8, lấy 13 trừ 8 bằng 5, viết 5 nhớ 1 này. 1 trừ 1 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0, viết 0. 4 trừ 1 bằng 3, viết 3. Kết quả là 305. Và đơn vị là km. Chuyển sang phép tính nhân là 2 dm nhân 8, người ta lấy 2 nhân 8 bằng 16. Như vậy 2 dm nhân 8 sẽ bằng 16 dm. Các em chỉ ghi số 16 là các em sai nhé, phải ghi thêm đơn vị đấy. Decimet này. Tiếp tục này, 20cm trên 5, ta lấy 20 trên 5 bằng 4. Như vậy 20cm trên 5 sẽ bằng 4cm. Chúng mình đã xong bài 2 rồi. Tiếp theo là bài 3. Điền vào chỗ trống này. Thì đầu tiên cân nặng của con lợn là này. Con lợn cân nặng là bao nhiêu? Thì cân nặng con lợn nó nặng bằng với lại đĩa cân gồm có quả cân 15kg và 25kg, đúng không? Ta cộng lại thôi. 15 cộng 25. Chúng mình đặt tính này, 15 cộng với lại 25. 5 cộng 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, viết 4 này. Kết quả là 40 và đơn vị là kg. Nào chúng ta chuyển sang bức tranh bên này này. Ở đây là bên đĩa cân bên trái gồm có 9 cộng với 15 đúng không? Thì 9 cộng 15 ta sẽ có được là bao nhiêu nhỉ? À, ta sẽ được là 24kg. Thì sẽ bằng là 6kg cộng với lại hỏi chấm kg là cân nặng của con chó này. Vậy làm thế nào để ra được? Thì bây giờ chúng ta có thể đặt tính này. 6
cộng với lại số nào đó, nhiều nhất sẽ có hai chữ số này. Thì để được kết quả là bằng 24. 6 cộng với lại 8 bằng 14 với 4 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2 với 2. Như vậy 6 cộng 18 là phù hợp. Như vậy thì con chó cân nặng sẽ là 18 kg các bạn. Chúng mình đã xong bài 3 rồi. Tiếp theo là bài 4. Bài 4 tính đây. Phép tính cộng trừ 3 số thì chúng ta cứ thực hiện cộng trừ từ trái qua phải thôi. 1.000 trừ 500 cộng với 82 thì thầy sẽ làm mẫu cho các em nhé. 1.000 trừ 500 em sẽ nhẩm được đấy. Ta sẽ nhẩm được là bằng 500. Lấy 100 trừ 500 bằng 500 mà đúng không? Như vậy chỗ này sẽ là 500 này. 500 cộng 82 ta sẽ được là 582. Chuyển sang phép tính trừ nào. 452 này trừ đi 181 trừ đi 145. Bây giờ các em sẽ đi phải đi tìm kết quả của 452 trừ 181 trước đã. 2 trừ 1 bằng 1,1. 5 không trừ được 8 lấy 15 trừ 8 bằng 7,7 nhớ 1 này. 4 trừ 1 bằng 3. 3 trừ 1 bằng 2,2 271. Bây giờ 271 các em trừ tiếp cho 145 thì xem kết quả cuối cùng bao nhiêu nhé. 1 không trừ được 5 lấy 11 trừ 5 bằng 6,6 nhớ 1. 7 trừ 1 bằng 6, 6 trừ 4 bằng 2,2 này. 2 trừ 1 bằng 1,1, kết quả cuối cùng là 126 các em ạ. Đây là dấu bằng này. 126. Vậy mình sẽ điền vào đây nhé. Đây là số 126. Các phép tính còn lại các em làm tương tự nào. 260 cộng 340 và trừ 200 thì em sẽ phải thực hiện từ trái qua phải, tức là 260 các em đặt tính cộng với 340 đã thì nó ra bằng 600. Bây giờ 600 em trừ cho 200 em nhẩm được bằng 400. Tiếp tục nào. 795 trừ 449 cộng 326 em thực hiện từ trái qua phải. 795 em đặt tính trừ cho 449 thì em sẽ ra được là 346. Và 346 em cộng tiếp với 326 em đặt tính nhé. Kết quả là 672. Chúng mình đã xong bài 4 rồi. Mời các em chúng ta đến với bài số 5. Bài số 5 chúng ta quan sát hình rồi sau đó điền số thích hợp này. Hình bên là có bao nhiêu đoạn thẳng? Chúng ta cùng đếm với thầy nhé. Đếm lần lượt này. Chúng ta đếm đoạn thẳng ngắn trước em ạ. Đếm từ ngoài vào trong nhé cho đỡ nhầm. Để cùng thầy nhé. Cùng thầy bắt đầu này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. Rồi, bên ngoài là chúng ta có 7 đoạn nhỏ nhé. Bên trong này, đoạn thứ 8 này. Đoạn thứ 9 này. Đoạn thứ 10 này. Đoạn thứ 11 này và đoạn thứ 12, bên trong tất tần tật, bên ngoài bên trong có 12 đoạn thẳng nhỏ các em ạ. Rồi bây giờ ta sẽ ghép các đoạn thẳng nhỏ với nhau. Đoạn thẳng thứ 13 này, đoạn thẳng thứ 14 này, đoạn thẳng thứ 15 này, đoạn thẳng thứ 16 này và đoạn thẳng thứ 17. Có tất cả là 17 đoạn thẳng các em ạ. Vậy ta sẽ điền số 17 vào đây nhé. Tiếp tục là có bao nhiêu hình tứ giác. Bây giờ thầy cho mình đánh số thứ tự các hình nhỏ nào. 1 này, 2 này, 3 này, 4. Đánh số thứ tự xong bây giờ mình sẽ đi liệt kê. Liệt kê xem là với hình nhỏ, chúng ta có hình 1 không phải là hình tứ giác, hình 2 phải nhé. Hình 2 này. Hình 3 cũng là hình tứ giác luôn. Hình 4 cũng là hình tứ giác này. Với các hình nhỏ hết rồi. Chuyển sang ghép là ghép hai hình. 1 thì không ghép được với hình nào nữa cả. 2 thì ghép được với 3 này. Chúng ta có hình 2, 3. 2 với 3. 24 không được. 34 không được. 41 không được. Vậy ghép hai hình ta chỉ có hình 2, 3 thôi. Bây giờ ghép 3 hình. Ghép 3 hình các em nhìn kỹ thầy nha. 3 hình ta có 2, 3, 4 các em ạ. 2, 3, 4 này. 2, 3, 4 được hình tứ giác này. Đó. 2, 3, 4. Rồi hết rồi. Bây giờ ghép 4 hình chúng ta có 1, 2, 3, 4. Chúng ta có H này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Chúng ta sẽ đếm tất cả bao nhiêu nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hình tứ giác. Mình điền 6 vào đây nhé. Chúng mình đã xong bài 5 rồi.
Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài số 6. Đề bài như sau. Mẹ chia đều 50kg gạo và đóng thành 5 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kg gạo? Chia đều vào 5 túi thì ta thực hiện phép tính chia rồi. Phép tính là 50 chia 5 là xong rồi các em ạ. Mình viết lời văn như sau. Số kg gạo mỗi túi có là, thì ta sẽ lấy 50 này chia cho 5 bằng 10, đơn vị là kg. Mỗi một túi có 10 kg các em ạ. Đáp số là 10 kg gạo. Rồi, mình đã xong bài 6 rồi. Tiếp theo là bài số 7. Bài 7 đề bài như sau. Trang trại nhà Phong có 325 con gà, số vịt nhiều hơn số gà là 128 con. Hỏi trang trại nhà Phong có bao nhiêu con vịt? Đang cần tính số con vịt. Đang cần tính số con vịt mà chúng ta thấy rằng là con vịt nhiều hơn, cần tính số lượng nhiều hơn ấy, thì ta dùng cái tính cộng các em ạ. Đấy là kinh nghiệm của thầy. Thế còn cẩn thận các em nên vẽ sơ đồ đoạn thẳng ra. Gà thì mình biết rồi, thì thầy sẽ kẻ đoạn thẳng thể hiện cho 325 con gà nhé. Cái con vịt này, đầu tiên thầy gióng thẳng điểm đầu đã. Vịt à, số vịt nhiều hơn thì ta sẽ vẽ đoạn thẳng dài hơn. Hỏi chấm con này. Chúng ta dùng thước ta gióng thẳng xuống thì mình sẽ nhìn ra được cái đoạn thừa đúng không? Đoạn thừa chính là số gà, số vịt nhiều hơn là 128 con. Thế bây giờ để tính số vịt ta sẽ lấy cái đoạn này này. Đoạn này chúng ta đã gióng thẳng rồi thì nó ứng với 325 con cộng với cái đoạn này là 128 con đúng không? Phép cộng nhé. Bây giờ mình sẽ viết câu trả lời như sau. Số con vịt trang trại nhà Phong có là, ta sẽ lấy 325 này. Các em đặt tính cộng với lại 128. À, ta đặt ra nháp này. 5 cộng 8 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. 3 cộng 1 bằng 4, viết 4. Kết quả là 453. Đơn vị là con. Và đáp số mình sẽ ghi đầy đủ là 453 con vịt. Chúng mình đã xong bài 7 rồi. Tiếp theo là bài số 8. Đề bài như sau. Bác Hai chở 6 chuyến đò thì chở hết các bạn nhỏ qua sông đi học. Mỗi chuyến đò bác chở được 5 bạn. Hỏi bác Hai đã chở được bao nhiêu bạn nhỏ qua sông? Ở đây chúng ta lưu ý thầy nhé, có 6 chuyến đò thì mình có thể vẽ là 6 cái ô ra, 6 ô vuông ra. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Mỗi chuyến bác chở được 5 bạn này. 5 này, 5 này, 5 này, 5, 5. Như vậy để tính tất cả số bạn thì ta sẽ cộng lại. Thay vì chúng ta cộng thì chúng ta có thể đưa về phép nhân đúng không? Như vậy phép nhân sẽ là 5 được lấy mấy lần? 5 được lấy 6 lần các em nhé. Thì sẽ bằng là 30. Bây giờ mình sẽ viết câu trả lời như sau. Số bạn nhỏ bác 2 đã chở là, phép tính này, mỗi chuyến bác chở được 5 bạn. Có 5 chuyến, có 6 chuyến như vậy các em ạ. Có 6 chuyến như vậy ta nhân với 6 lần lên. 5 x 6 sẽ bằng là 30. Đơn vị là bạn nhỏ. Các em ghi đơn vị là bạn cũng được nhé. Đáp số ta ghi là 30 bạn nhỏ. Các em thân mến, như vậy là thầy trò mình đã hoàn thành xong bài 8, kết thúc bài tập tuần 35 rồi. Và đây cũng là tuần học cuối cùng ở trong nội dung tập 2, ở trong cuốn bài tập tuần toán 2 tập 2. Thầy chúc em học thật tốt nhé. Thế còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.